sập sai sập cả lỗ đo cả lỗ mà rồi cả lỗ nè baby đọc mười toàn đấy bộ mà từng chọn mà khơi chỉ mười ngày lệ câu lệ đọc trẻ lệ câu lệ bảo thầy ở lệ câu lệ bảo thầy nhưng mà bà hai chân mán đâu vậy lai mười nay cả ban sầm khăn dân tô tới chợ dân tô tới po na cứ dân vô po năng ôn lệ câu lệ sam sập câu mà giang khơi nhỉ sam sập chỉ mười lệ câu lệ đọc trẻ liền thế nè lệ câu lệ sam sập trả lệ câu lệ sai sập cứ nơi lơ khôn nhưng toàn bộ mà nay chọn lòng chỉ mười phê nơi lơ khôn ở trẻ chấm tính nhầm lượng một hàng chuẩn này thì chả sai sắp cả lỗ đa cả lỗ một rồi cả lỗ nếu mà việc nghĩa chả sai sắp cả lỗ đa cả lỗ mùi rồi cả lỗ chả nên nhầm xong bằng hai chấm mùi năng lệ cầu để sai sắp chôn chả tặng nên là cái do hai chấm nốt mình cầm nạt ôn ấy ván như nắp chờ nữa chả nên cứ chia lệ cầu để sai sắp bây giờ cái này nhỉ chả lệ cầu để sai sắp nên lên khuôn nhầm mình sai sắp bây chả chạy được cái gì chả lệ cầu để sai sắp chả chả mặc tiền đấy lấy cột lệ sai sập chán thì cứ chia lấy cột lệ sai sập nát sai sập cả lỗ đo cả lỗ mùi rồi cả lỗ ôn mười toàn ấy chán thì cứ chia lấy cột lệ sai sập lại bao kẹp vào sạch được kia khẳng nên tay bao kẹp bỏ sạch sai sập cả lỗ đo cả lỗ mùi rồi cả lỗ chán nhưng mà to bây giờ bằng hang chun chỉ muốn lấy cột ha cứ nhưng to phê chun thằng môi được tí tới pin được tí nào việc cái gì chả ôn nơi sai mình ta nhưng đại kiện chun là khi nó mỗi tháng bạn đại kiện chun này là ngon kia chả sai sập cả lỗ đo cả lỗ mùi rồi cả lỗ anh ấy lấy cột lệ sai sập chà lệ cột lệ sai sập và tọt máu lệ cột lệ ha ở đây lệ cột lệ sai sập là việc thứ nhất chà và tọt máu lệ cột lệ chà lệ cột lệ ha sập bởi vì thứ nhất và tọt máu lệ cột lệ ha sập chà lệ cột lệ ha sập cứ nơi lơ khuôn bóng to tại bảo đong chà lệ cột lệ ha sập bởi vì thứ nhất nên cứ chia lệ cột lệ ha sập chà lệ cột lệ ha sập lệ cột lệ học sập chà nên cứ chia lệ cột lệ học sập nét sai sập cả lồ đo cả lồ mà rồi cả lồ học sập ôn này nãy kia thì dùng chìa mùi đồng qua ba cái máy giò hai học sắp cứ sát khăn chả qua sắp cái lá li qua tật khố li chìa mùi đồng qua khăn này nên cứ chia lệ câu lệ học sắp nấy lệ câu lệ học sắp sai sắp cái lỗ đo mà rồi cái lỗ vậy ta ôn ôn cái lỗ của máy chui vào chạy cái lỗ đẹp nhông nấy cha phải đỡ ôn đại do chui vào chạy cái lỗ đạo nơi của tôi mát cứ nhông lớp chui tam nâng tay mà đông chả lệ câu lệ học sắp lệ câu lệ chất sắp ô cọc ra hang chả nên cứ chia lấy câu lệ chất sắp ốc tây khám máy lên hay lai mà chấm hiền xa đâu bởi bị và sạch mà chấm hiền nét lấy câu lệ học sắp lấy câu lệ chất sắp lấy câu trong khối với lực nghĩa cứ chia lấy câu lệ bạch sắp chả nên cứ chia lấy câu lệ bạch sắp ảnh đi hay lai xong khang sai sắp cả lỗ đo cả lỗ mùa rồi cả lỗ chả nên cứ chia lấy câu lệ bạch sắp nhưng tìm trên ở với châu chú này khuyên mơ nét chả tặng ăn miên phòng bày lấy câu rộp muối đập bay đồ lẻ ôn ôn bong bong na sẵn lãnh tốc bê chun pi nửa tì phẩu chả ôn na dọc xong lê cư rửa sạc đáy tì tàng ôn bong xong và chạy hai yếu bán khám bọt free sửa bá tế sửa bán đất chính chun pi đưa láo phê pram khai trông bông bay lê cô lê cô lê đọc lê cô mà phê là hốt đo lê cô lê bán sập rộng mùi đập bay đưa láo chỉ việc chú thạc bởi nhâm lụ đập bay kháng cáo ạc cao mà phê tơ mà phê phê em ạc chưa slide cư rửa sạc mơ chỉ muốn phê thông thông kia lụ mẹ mà pay và pay phi mà pay phèm anh đang kia toàn bộ sửa bá phòng nhôm đặt nhôm ở ao muội đặt bay sửa bá phi đà lạt đầm lấy nên tập tiếp trên tiếp sau ông trẻ ham chỉ mang vô lấy cô để đáp nâng lấy cô để sáng sập sập cò cô trẻ ok ông vô được đáp nâng lấy cô để sáng sập lớp ông thấy trẻ đáp nâng sáng sập trẻ con chờn đáp nâng sáng sập đấy đáp là cái vô thì giờ hai sai sập cả lô trẻ sai sập cả lô đáp cả lô mà rồi cả lô chào mừng các nhân viên lại cả nhà lùng lùng cả bạn ôn đại chiều mùi nâng sai cả vạt cả bàn chạm tích ấy bao hộp sai cả vạt đại và hai chuyên đặc nhân tích chả sai sập cả lỗ đa cả lỗ mà rồi cả lỗ ôn lấy câu khá bong miên tích ấy chẳng là cái yo hai chả chạm ôn sấy ham chín mình ác quân chờ ôn chả chẳng bao nhiêu viên lại cả nhà lùng lùng đây nhân viên trắng nhưng đại sai cả vạt chuẩn tích chả của thay nhân viên ban pi một năm việc gì nhé sai sập cả lỗ đa cả lỗ mà rồi cả lỗ năm việc gì chả tạ nên là cái do giờ hai nét chả sai sập cái lỗ đo cái lỗ một rồi cái lỗ nên là cái do giờ hai ấy anh ấy lấy cột lấy nên là không bằng lấy cột lấy hai sập nên là các này chưa chỉ làm lấy cột phong nên bọn này do giờ hai sập mơ lấy cột lấy chết sập chả nên là cái do giờ hai ấy sai sập cái lỗ đo cái lỗ một rồi cái lỗ chả anh ấy lấy cột lấy chết ở nên là không nhầm lấy cột lấy hai sập chả chắc dương vẽ lại cả nè đặt sai cả bạn chơi cả bán được như thế gì chơi dương vẽ lại cả nè đặt sai cả bạn chơi cả bán ở sầm khăn ở vậy đại sầm khăn cứ sập bảy trường ở đây bài chơi hết bởi chơi piem các bạn cay bài chơi cay tệ mà sợi nhé trẻ ôn ở văn là để hen vô lấy cô để đáp đừng lấy cô để sam sập ok trẻ ôn vô lấy cô để đáp đừng lấy cô để sam sập nhé đáp đừng sam sập trong ở sam sập bong ở hai bài của sam sập mình tập pi rồi trẻ sam sập mình tập pi ấy trẻ toàn chắc là cái do giờ hay nhé chắc nhóm sống bật lấy cô để sam sập muối nó bằng kia trẻ ở quan sông mưa lấy cô để mặn mình sông mưa lấy cô lê ở chất sập chắc này mình ổn cha tặng
summer lệch coi lệch chất sập cha ban on ban trẻ ta chẳng bao nay do do hai nát lệch coi lệch chất sập ôn ơi anh ấy chất sập nãy cái do do hai khi nhà ôn bẹt đặt sai cả mặt cả bán à, đặt cả ban đôi nhau mặt nhưng còn là đặt vào hai như đấy à, tập bé nhau vẹo hoàng nhau đá phù lan cái lỗ và đặt sai cả bán nè ta chẳng bao nay do do hai nãy cứ chia lệch coi lệch chất sập chấm luôn ngày nay bong miên bài hai chia sam ở đo bài hai chia sam sập rồi chắc là nãy vô vô hai sam sập rồi khục lấy cột chẳng à mình mềm mà lấy cột miên sam sập rồi vẫn đang chơi chơi này hay cha ta sai sập cái lô đo cái lô mùi rồi cái lô trẻ anh ấy lấy cột lấy chất sập nhưng miên bài hai chia buôn rồi bởi vì đặc biệt đấy tao nãy vô vô hai nơi sao pe mùi một tí sai sập cái lô đo cái lô mùi rồi cái lô mơ cho mùi lấy cột mà đang tiếp sản phẩm này quan tâm châu sản phẩm ngày nay cứ miên bấm pa lấy cột nọ từng ngọc thì nãy mời toàn chỉ làm than lên lên khuôn bong lấy cột lấy hai sập bẩn cha phê lại cái nào đặt sai cơ bản chân cơ bản đặt cơ bản là nếu nhung đã hiện luôn luôn đấy nhưng phải đặt bằng hai nhưng bởi dương lăng cái lỗ trẻ tao ăn mơ mà đang thiệt nào việc thay nhưng bởi hai chỉ một đường lấy cơ mà đang thiệt à lỡ nhưng bởi đánh pi lấy cơ thông cho mà khổ mà đòn trẻ bởi đánh pi lấy cơ lấy bảy sập cho một bình ông ăn nên đi cứ chơi lấy cơ lấy bảy sập ông mời toàn chỉ một lấy cơ lấy bảy sập đấy anh ấy cứ chơi lấy cơ lấy bảy sập like bao kia cứ bỏ khmer hay hay like song hàng bật mi bài sắp có miên trầm nốn tịch đa phở dây tay nghệ đôi nhóm trầm hiệp chung trên ngày nít sơ ấy vẫn cầm món bát và tay cầm món bàn sơ nét rì rì sau giờ lại có để cho sắp ông phong xài rì rì sau bông sông ti tăng ôn mùi nè phong xài nét bông sông ti tăng phong xài rì rì sau mùi tỏ là cái do giờ hai ôn sửa bá pi được là ớt free sửa bá trầm hiệp chung cho bác nét do phần màn rô cọt free sửa bá đa bởi sao bông lụa đồng lại thu thay mình tan chắc tỏ là cái do tiết giờ hai vị đặc nghĩa sai sắp cả lỗ đau cả lỗ mà đổi cả lỗ lấy cô lấy chất nên lấy cô lấy bài sập ôn mời to na đi bảy sập chả lấy cô lấy chất sập chả bảy sập chất sập chả lý thế nào nè chả lấy cô lấy bảy sập lấy cô lấy chất sập bể bể ơi lấy cô lấy học sập ôn nhung chỉ miệng chú nè lấy cô học sập nên cứ nhung đỏ đỏ bẹ chả po bảy sập cả lá po bảy cả mảnh sai sập cả lỗ đo cả lỗ mùi rồi cả lỗ anh ấy lấy cô lấy học sập đấy chả vai sạn mình tát bông này do dọ hời lệ cô lấy học sắp và tạo máu lệ cô lấy hạ sập baby lệ cô lấy hạ sập nên lên khuôn bông tỏa ôn nay dò dò hay nét chất xa chụp bia con trở nồn chả nên nhưng bẹ lại cả nạ lồn lồn chân cả ba bẹ đặt xa cả mặt cả ba đang việc nghỉ anh ấy lệ cô lấy hạ sập ôn anh ấy chụp hiên thẳng sẽ đầm baby nét chả thằng mốc anh ấy chụp hiên thẳng chơi sai sắp cơ lỗ đo mà rồi cơ lỗ ôn nay cơ lỗ mán đã cơ lỗ mà quay một lần đặc thì ở con trở nồn đi đi chả và tạo máu lệ cô lấy hạ sập thằng ấy hạ sập hái lệ cô lấy sai sập ôn sai sập nâng hai sập chỉ lấy khnì nè chỉ lấy khnì còn tại chỉ lấy khnì anh ấy lấy cột sai sập nên lấy khuôn bông lấy cột lấy hai sập nè trả sai sập cái lô đo cái lô mùi rồi kỳ lô ôn nên bông bông này dốc xong lấy từ sập này thì tặng đọc bay được là rộng mùi đọc bay được là nọ từ ngọt khnì nè anh ấy lấy cột lấy sai sập trả lấy cột lấy sai sập mời cho nó bông miên bông bông lấy cột đấy lấy cột lấy sai sập hai lấy cột lấy một phần ở sam sập vậy sam sập mình tập phi bộ tam bát này cứ chia lấy cơ lấy bảy phẩy lấy cơ lấy bảy phẩy bông miên mà độ miên tập bay độ bay bay của lần cha này cứ chia lấy cơ lấy bảy phẩy nó sai sắp cả lỗ đo cả lỗ mà rồi cả lỗ cha hôm nay do hai nhưng đồng mình ta tới chụp một phép xèn độ môi đọc bay được là bởi vì anh ấy lấy cơ lấy bảy phẩy chả lấy cơ lấy bảy phẩy bộ tam bát cứ chia lấy cơ lấy đọc chả lấy cơ lấy đọc sai sắp cả lỗ chả sai sắp cả lỗ đo cả lỗ mười rồi cả lỗ chả lệ cơ để đập lệ cơ để đập cứ nơ lơ mà này căng cỡ đồ trên nơ lơ khuôn nơ lơ ở đây bằng cặp bộ tập hai toàn chẳng từng ăn mi và pha lệ cơ đập mà thấy sai ha học chặt bài ăn miên lệ cơ để xám sao cái năm nào từng ăn nhỉ ăn nay ăn toàn tờ lại ăn nay ăn toàn cả lỗ ăn toàn sạch cả nạt xua bàn phở chia bộ phê lại cả lỗ sạch dứt ăn gì ăn ruồi ăn skip ăn bài phổi sạch dứt mình mèn tôm tờ lê mình mèn sờ rù rồi mua đập bay được là trả lời nữa sao pe mua để tin trong khỏi ông nay yốc xong lấy tôi sạp đây thì tặng on lấy cơ lấy đắp bông miên nơi bay rộp trong khỏi nè là cái do hai nó lấy cơ lấy đắp bay rộp trong khỏi rộp môi đắp bay được là nó bắt miên trở này chả on tay ria chả lấy cơ lấy đắp on mơ nét lấy cơ lấy đắp chả lấy cơ lấy mà phay chả lấy cơ lấy mà phay rộp môi đắp bay được là on nã toàn tải toàn cơ lỗ số ba nó con nét chả lấy cơ lấy phay và tọa mắt lấy cơ lấy sai sập dầu chả bất tạm mắc cứ lấy cò lấy sai sập mỏng chả bất tạm mắc cứ chia lấy cò lấy sai sập đấy lấy cò lấy sai sập trẻ giờ lấy cò lấy hai sập trẻ phong sấy nước nẻ ôn ôn chiên lấy chôm phong sấy nước nẻ ôn giờ lấy cò lấy hai sập cứ nên lơ khuôn bông to nó bơi của lớn trẻ lấy cò lấy sai sập chỉ nên lơ khuôn bông đấy nên cứ chia lấy cò lấy sai sập trẻ lấy cò lấy
sập nơi lời khôn bóng và tỏa mát lấy cổ lấy học sập. Chá này cứ chơi lấy cổ lấy học sập chẳng tình nhưng lô học sập em mở bóng chưa. Lấy cổ lấy học sập và tỏa mát lấy cổ lấy chất sập nọc. Chá này lấy cổ lấy chất sập nát này nà kia chăng mơ lấy cổ chất sập mở hai bóng xoáy chứ mốt. Thế đây chăng mơ chất sập nó nét này lấy cổ chất sập. Tỏng, này nà kia dò hai miên ọt chó này chụm núm nên cầm nạp bầy. Ọt miên chó này tặng ọt nhưng mình phải chỉ xăm sập rô với nạp bầy của lớn. Anh ấy lấy cổ lấy chất sập bóng nơi xoá bầy rộp trong khối. จ้าประเภทแบบนี้ครบลายครบเลขโกดอันนี้เพิ่มใส่กระบาดมวยดักจ้าดูขนีดักเลยเลขโกดน่าก็ดักใส่กระบาดอัดได้เพิ่มและก็ดักใส่กระบาดกระบาดนั่นเองออนไตจ้าโยเลขโกดดักจ้านั่งเลขโกดเลขหกสับโอเคจ้าป้อนใส่ออนไตโยเลขโกดดักนั่งเลขโกดเลขหกสับนั่งป้อนใส่เนี่ยจ้าเอาก้นเฉาตอนนั้นก็โยโย่เฮียดักหนังหกสับป้อนใส่ในใครจะกาดงเอาก้นโอนจ้าตอนนั้นก็โยเตี้ยแจ๊กใส่สับกะโหลดักกะโหลมวยร้อยกะโหล รอบมวยดับใบเดือดละเซวาปีเดือดละไปปรางแค่กรองย่อหมางกอดฟรีเซวาย่อประมาณกอดจอดไทยชิงนำตันีดำไรตันีก้นอภิบจูนแน่ต่อนักแค่ย่อเตี้ยอันนี้เลยโกเลยกบอ้อยเขาป้อยเจอัดไอ้ตันีอ้อยผัวไหนดันเลยโกเลยบ้องบังดันเลยโกตามนั่งไอ้เป้าไปเลยเอาคนเฉินเอาหน้าวันอะไรแจ้มอยแจ้มประมาณเลยโกจังคอยคือเชี่ยเลยโกเลยปัดสับนี่คือเชี่ยเลยโกเลยปัดสับนี่ บองมีนเลยกดมวยเตียนบองมีนแต่มวยนะนะก็ย่อย่อให้แจ้งนะก็ย่อย่อให้อันนี้เลยกดเล็กอันนี้บองมีนแต่มวยนะก็ย่อย่อให้ยมแจ้งนะมีนแต่มวยเตะสำหรับเลยกดเลยการสับเลยกดเลยการสับโอ้แบบโดนดรอสไลน์นะเลยกดเลยการสับบองอโนนายอกส่งเลยโทรศัพท์ได้ตีต่างมีนแต่มวยกดเลยโลกนี่คือเชียร์เลยกดเลย เลยก็เลยการสับอ่อนๆเครียดเลยก็เลยการสับบางมีแต่มุ้ยนะจังนะก็ย่อย่อให้นะก็นิยมไล่แบบดงแบบนิยมให้มีแต่มุ้ยเต้ใส่สับกะโหลดักกะโหลมารอยกะโหลเลยก็เลยการสับแจ้งอ่อนวันอะไรย่อเลยก็การสับแม่เนี่ยอ่อนชาวนั้นย่อการสับดักการสับไอ้บองพองแจ้งสำเนียงทิตาย่อเลยก็เลยแบบไพ่นั่งเลยก็ทอกสับจ้าบองแจ้งย่อเลยก็เลยแบบไพ่นั่งเลยก็เลยทอกสับนั่งบองใส่นี่มาไพ่นี่ทอกสับบองใส่ชั่วสำเนียงทิตาแจ้งเนื้อ stop กระดิ่งรวมอ้อก้นเฉินบองแจงต่อจำเป็นนักยกเทียดหย่อนแห่อ้อปะดาปะดาเฮ้ยนะอ้อปะดาปะดาบางทีอ้อเนื้อฉันนำทางนั่นเลยคนบังเล็กก็เลยหาซับนั่นปะเนี่ยนี่จานนั่นเลยคนย่อมเล็กก็เลยหาซับฉันนี่คือเชื่อเล็กก็เลยหาซับหาซับมีนไปให้จีบุญรวมสำหรับอารมณ์ย่อมสลายของท้าวอัลเลสไปเชิงแปะไปเชิงจะเปี้ยมกับบัตรก้าจะไปเชิงก้าปีจะอัมไปจะอัมด้วยก็แปะปะตากกกระลิ่นแต่ ปะตากับมับกับบ้านปะตาสลิมกับบ้านเรือรูนอยู่ระบบบองบอลนี้นะคลากรอนอยู่แปะไก่เฟอร์เมอร์บ้านไก่ติดกับแปะได้ย่อมย่อมเฮ้ยย่อมทะลอบปีโม่นั่งย่อมช่วยจะแปะตะไก่เอาแต่บ้านไก่ตันติดกับผมนายให้เบอร์ท่าแปะไปเชิงตัวไปสุกจะตายจะเอิดแต่แปะไปเชิงบนไปเชิงปะตากับบ้านนายเอาคนเฉินบองใส่ติดตาจะเอาคนต่ออันนี้เลยก็เลยซับซ้ายซับกะโหลดอกกะโหลมารอยกะโหลอ้อนเนอ บ้านฉันจะเอาเงินเตยจมูกเพลเซนั่งยมเลิกจมูกเพลเซนยมเลิกไล่กระโหลกเตยแจ้งเนียงดาราโยเลยก็เลยใส่ซับนั่งเลยก็เลยหกซับแจ้งกระโหลกปัดซับเอาคนเฉินแจ้งจับซาเอาหรือใส่จ้างใส่ซับใส่ซับให้หนังหกซับจะเอาคนเฉินใส่ซับให้หนังหกซับเนี่ยปัดซับกระโหลกจะเอาคนเฉินบ้องใส่เนื้อเนื้อแข็งโอ้ใส่เดียวกันซับเจ้าได้เอาท้ายใหญ่วันวันอะไรจ้าเลยก็การซับบ้องได้เอาท้ายใหญ่จ้าผัวมีนต่างมวยต่อเอาเนื้อบ้องนักเรียน ใส่สับกะโหลกดอกกะโหลกมวยร้อยกิโลอ้อเนอบาสันจะอ้อยยมเตยจมวยนั่งประเภทเซ็งแต่มาดองบาสันจะอ้อยส้มตะแหลกขมันโอเคมวยอ้อยยมมันตาเตยจมวยนั่งประเภทเซ็งประเภทเซ็งนั้นสั่งยืดขึ้นเนี่ยบานดำดอกกะโหลกขึ้นเนี่ยสะอาดขึ้นเนี่ยจำติ้งนั่งยมเลิกจุนจังอ้อนะเมื่อไหร่ก็ย้อนไล่กะโหลกตีได้ไหมบาสันจะอ้อยส้มตะแหลกขมันโอเคมวยไอ้บ้องยมมันตาเตยจมวยประเภทเซ็งจังสุดเราเลยนี่บ้องมีปั๊มปั๊มเลยก็นั่งหนักแต่งานคนนี้เ
tật ăn sổ đọc phẩm phẩm bảy lấy cô đến như miên xàm sập rồi. Nhưng chẳng bông mình đắp chở này lấy cô lấy bạch sập được đẹp nghĩa. Chất sập cọc cọc ra hai đai dưới tất lấy cô đang có ba này. Xong khám rồi dùng nhân cho chất bội ấy. Sọc cả lá, bó sọc cả lá này mình tha sập bó sọ sập bó khám ai gì. Pẹt lực sợ bạch thằng bà kê sọ hợp ta sọ đấy. Bà nẹ sợ ai em pẹt khơn sọ, pẹt khơn phá lử. Nhưng mà chạm tích xảy ra bó hình sọ con, nẹ khai có thả ô dương cọc sập bó sọ ai mấy. Còn pẹt bó sọ con, còn pẹt bó sọ con, pẹt tất khơn ngọp sợ bạch. Ốt tê, nhóm sập bó sọ em. Pẹt ở nhóm pẹt bó hình chân chân, nhóm pẹt khơn lực, khơn sập bạch nhóm phá lử. Chẳng chẳng như thay dương sập bó sọ em có pẹt bó sọ con bàn đài. Mình chạm bạch tập bó sọ hay nế. Trẻ,
lấy con để sai sắp cứ ở nên lấy con sai sắp chỉ lấy lời khuôn nhóm đấy sai sắp cái lỗ đo cái lỗ rồi cái lỗ on trẻ đặt bay đô la on sai chỉ loa trả ps đặt bay đô la on lấy con được hay nhóm nơi sau tập đi đâu về lấy con được hay cái lái sao đấy vẽ cho khương khương lái sao mình tàn trẻ sai sắp cái lỗ đo cái lỗ rồi cái lỗ trẻ lấy con được hay nâng lấy con lấy đắp chuẩn bị chôn hai lấy đắp nơi sau tập đi trong khối nha bọn kia nhé cha sầm đạp lấy con lấy đắp nơi sau tập đi trong cái nào tệ bọn này vô vô hai trẻ sai sắp cái lỗ đo cái lỗ một rồi cái lỗ anh ấy lấy con lấy đắp trẻ ăn ở bao nhiêu tay chỉ một phép xe nhé ok chắc nhiều mình ta tay chỉ một phép xe cho mình tay giống tiền bao nay do do hai mẹ bọc ba lấy cô sầm đạp lời sai sắp cái lỗ đa cái lỗ rồi cái lỗ bao nay do hai nhưng tay lệ là nhưng tay chỉ một xe thế đó nè tại uất tiền sẵn tại kem mẹ là bao uất uất đã coi trẻ tặng à lấy nhưng sao mình ta tay chỉ một phép xe chuẩn ăn tệ tại chuẩn ăn thì nè nên là cái do do hai chỉ muốn like cái lỗ ở hai lấy cô khác miền pi lấy cô khác miền bay lấy cô khác nơi tầm mùi chẳng ăn nơi bữa sân chỉ ăn xong tận đẹp comment ok muối bằng và to tơi chỉ một phép ở xe tận đi anh ấy cứ một tham mây này tham mây tại mà đơn mất tiêm giò hè sai sắp cái lỗ đo cái lỗ mà rồi cái lỗ được khi nhớ bằng mà khi nhớ chạm tinh anh ấy miền đông chỉ tập buôn phô đấy khi mà tập buôn phô này sai tròn chữ kẹt bẹp nỉ bởi vì đã khi nhớ sai sắp cái lỗ đo cái lỗ mùi rồi cái lỗ nhưng mà chạy đấy ban đo cái lỗ mà rồi cái lỗ bằng này giò hè anh ấy sai bọc kẹt sai tròn chạy cái lỗ tôi cái lỗ thông pẹp ba là hô tôi đo mà rồi cái lỗ ôn na phu thông nhưng mà chẳng á ở rộm nè này này đai này phu thông có pẹp ba nhưng tay đã bao gồm cái chỗ chỗ này và phép like cái lỗ đôi đôi lên khuôn của đôi mà này cá nó có ôn na phu thông pẹp ba này ôn nó bong bong để quạt phu thông pẹp ba đo cục hài bong một chạm chung một này hay nhé hay mẹ đấy quạt ở cái lỗ đo mà rồi cái lỗ mạnh và đó mới mặt em ắt tơ ắt tăng ắt toàn thủ ôn sai pi sẽ bay sẽ buôn bảy và đó mới ắt tơ hơi phần trẻ ok à lấy nhưng mà lên trường một phép đi ôn là đi bong xong đại lịch cột xèn lấy cột son mùi mười toán nào nè sai sắp cái lỗ đo mà rồi cái lỗ chia ra phép rộng diện bệnh này sai sắp cái lỗ đo mà rồi cái lỗ chẳng tích nhầm lo bằng hành chút nhầm lực chỉ muốn qua chung sần sai sắp cái lỗ đo cái lỗ mà rồi cái lỗ nhầm lo chút nhé miên chỉ muốn đừng qua lương hay phải toàn mắt chẳng nhầm lo chút nè khi nhưng mà hành chung cũng qua chắc hay chẳng nhầm lo chút nhé chắc bông này rồi hai chồng muốn mình còn lại nhầm miên chồng muốn buôn qua thì tết qua không sao không nhầm buôn qua mà để ăn như chó này anh ấy có bông miên tính là thế nên mình sai tròn từ đây thì ta giới thiệu lại cái nào đặt sai tròn chỉ cần cả bạn này qua chiêm chủ bởi vì mới xong rồng bao kia qua xong rồng chất đo cỏ trường chia prop hết vải xong rồng chất đo cỏ trường ăn rơi cho một nẹp vẽ tế cô tiên thật scom so khám ai vẽ bàn thằng ăn được nhầm chỉ bị trùn chẳng anh ấy qua chiêm chủ trẻ miên từ một qua chiêm chủ ta thế đấy nhưng lợi hai chẳng nhầm lo chu nè thì đồng ý của mặt hạt tiền trả rộp bỏ ấy sai tròn chỉ cần còn đứng đấy po tập bài thầy và khi vẽ po tập bài thầy có sao đấy đấy nhảy tới po này có sao ra bò khi nó lơ luôn để dùng nhưng chưa chết po bạn nè chạy hai lần qua trong khỏi tư qua tính mệnh cái po bài thực hiện po bài sẽ tính mệnh nó bớt sao nhảy nhẹ so vẽ sao nhẹ không ai có vẽ lực tập bài này nhảy tới bông po này ở đây nhẹ vẽ thế khối lương ở lương bao nhiêu cái chiều một phen lương đấy ở ở lương về ở ở đặt về ở ở sẽ về nhé nên là luôn miền mảng po này ở này miền bắc po đọc bay từ làm phần chả anh ấy lấy cột son môi phò tỉ mẹ chắc sau đó lấy cột son môi cứ miên trầm nún buồn phò sai sắp cả lỗ đau mà rồi cả lỗ rộp môi đọc pi từ làm nhé chả chẳng thích nhầm lo chuẩn sai lại cả này giờ lấy cột lấy học sắp nâng lấy cột lấy phải phải ai học con trở on học sắp nâng mà phải chả học sắp nâng mà phải chắc mà phải nhưng nó sao tạm môi nào việc đi vào tập phải ôn lại cả này chả tạm chắc hôm nay giờ thiệt giỏi hai nhé chắc nhung lực chừng mùi đứng mộng đi chung tích xong đạp lại quạt tâm xua ôn na xua mình chảy ôn ảnh ní lấy con lệ đọc nơi lơ mà nó càng bà phê nó lơ khôn nhóm hai thả lai cà lọc sạch chứt ọt gì ọt uống sai sắp cà lô đo cà lô mùi rồi cà lô sai sắp cà lô đo cà lô mùi rồi cà lô nữa ní chảy đọc bay đờ là rộ mùi vẹn lại cà nạ lùng lúng có bán vẹn đặc sai cà vắt có bàn ní miên chờ mùi nâng lấy con lệ đọc chả ôn mời toán ní lấy con lấy đắp bông nơi tại pi tệ bởi vì đã thấy nãy cứ chia lấy con lấy đắp trẻ lấy con lấy bắp hay bởi vì nơi tại môi cột lấy con lấy bắp hay ở hải trẻ lấy con lấy đắp lấy con lấy bắp hay vào khía trẻ lấy con lấy sam sập ăn miên té lấy con lấy sai sập ôn nó khía nhưng mà trẻ nó sai sập có giá cái hàng này lấy con lấy sai sập có giá đây chỉ muốn nhâm chi nhâm lòi ban chởn này cha bông nó lơ màn này cam một phép vào bông xoay Natalie bông ấy đi một phép like lọc vào thằng ngon bông xoay admin riêng ấy bông xoay trẻ chị nam sẽ liên cha dục lương nâng tờ bảy bảy nâng thiều
cái phong tràm chả ông chị nam giọt son môi lương bảy phải kiều chả rộng ông chị nam giọt này nam lương từ bảy cây kiều lương từ bảy cây kiều ok chả ông phải lương từ bảy phải kiều này ông ấy chả đi đọc pi được là chị nam son môi đọc pi được là ok ông chả tỏ chả nãy cái giọt tiền giọt hay này anh ấy lấy cột lấy sai sập bởi vì mười toàn ấy bong sấy Natalie ơi ngày nâng qua được áo bong sấy chả anh ấy lấy cột lấy sai sập bong này khi nãy lấy cột lấy sai sập chả và tạo mà lấy cột đi hai sập nên lơ khôn nhom to nên mà khi nãy lấy cột đi hai sập lấy cột này có sa đen đây nhom chuẩn nghiệp chuồng cho mọi khi vô lấy cột này các bạn nhé lấy cột lấy hai sập bong này nhé lấy cột lấy học sập bò tập sập cả láng nhom tay ra chuẩn nghiệp chuồng này chuẩn tiền bò nó cứ chỉ bò đã ăn rơi cho mùa nhẹ pẹt hai pẹt cả lịp ăn rơi bảy chương tiền số hướng bò bảy chương tiền bảy chương bò ấy có pẹt trâu đài anh ấy lấy cột lấy học sập nãy bong bong là khi nhé chả lấy cột lấy học sập và tạo mèo lấy cột lấy chặt sập chặt sập chặt sập vậy ta nhóm mơ phải nhóm châu bò chặt sập để sao anh nhóm chưa chặt hoặc không ai mà tu nhóm phải chọn không ai sợ bạc tên là ngật mà kháng lưu mà kháng dạ lấy con lấy chặt sập dạ lấy con lấy sập sập và tạo mắt lấy con trong khỏi bằng là khi nãy lấy con lấy bạc sập có sao khăn đài chả chả bơ miên phê chẳng nhóm lo chùn chả này cứ chỉ lấy con lấy bạc sập sai sập cơ lô đo cơ lô mà rồi cơ lô đọc bây đó là rộ mũi ăn nớ như anh nhóm tờ lô chẳng muốn rộ qua bọc hiệp dựng mảnh bình chả bao nay dò dò hay là bà sân để cho mà toán dò hay phụ nhóm chờ đã bỏ khỏi đoạn từ vợ mau lô chồng buồn lấy con đá là ổn luộc mạch bòn cha đọc bay đờ lá ôm bập hẹn đi bập hẹn đi đọc bay đờ lá nó nét chả chăng miên bập bòn lấy con nay dò dò hay lấy con lại đọc nơi sao tại pi tệ chả lấy con lại bập hay nơi sao tại mùi sai sắp cờ lô đo mà rồi cờ lô nằm ra khi nó to nế chả mới nhóm đặt sai cả mặt bà hai chú nhẹ đừng ăn liền tính nét chẳng rạp bong bong nằm tầm châu ăn bàn khơi nhé dương vẽ lại cả nạ lồng thấy ốn chả dương vẽ lại cả nạ lồng ok và toàn mắc dương vẽ lại cả nạ đặc sai cả mặt trong vẽ lồng cả bạn lên style đặc sai cả mặt tôi mới có sai tài chả sai cả mặt dương dọa tôi trên nâng tích cả bạn vô phân nâng cả bàn chả tay và phân nâng cho mặt khổ sai tập vẽ thông vẽ sai thì chả ở sai sắp cả lồ đo cả lồ mà rồi cả lồ vẽ lại cả nạ sai cả mặt chân cả bạn ở sai cả mặt đặc sai cả mặt ok cái hàng sĩ cái hàng sai cả mặt thì bốn tôi ôm ấy cả bạn nó sẽ chất style nhớ đấy chả sai sắp cả lồ đo cả lồ một rồi cả lồ anh ấy nhưng đã sai cả vật chun hàng phim ơi cha nhưng vẽ lại cả nã lồng lồng cả bé đã sai cả vật mua plan máu chanh riêng ngon chả đập bay được lại nên là khôn băng lệch cầu lý hai sắp nó nọc bạc nhỉ nên là khôn lại lộ lệch cầu lý hai sắp cả lồ thông cả lồ tốt vì sai sắp cả lồ đo một rồi cả lồ vẽ ban thở từng ao chỉ biết sai lại đã quạt cả lồ thông thông và chạy cả lồ anh nhom nhé chui và chạy cả lồ mau hay lại đã quạt vô thông nhưng mà chạy hai ôm vẽ ban là khổ khai hay lại đã quạt cả lồ thông 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 mà đấy vậy ta qua tập lục tập rốn được cái nào quan sát đây nhưng ta thua score còn ta ở vậy để thông chỉ cái này để quan thông chia thoa mà đè mà cần nặn lơ ôn nó khỉ cứ mà cần nặn lơ anh chắc quạt ở quạt bảo đóng phải tới hay từ đi chung là em đấy chả ôn một đọt đồ chật ở đâu nhá bọc đạch thì đạch mà bánh mờ mà đong tiền đó nhưng mà bánh mờ bánh mờ toàn mến lấy cơ lấy bạch sập bỏ anh đi lấy cơ lấy bạch sập đấy chả nên lấy cột lấy bạt sập lấy cột lấy chặt sập chả nên lấy cột lấy chặt sập nó vào cái này á anh ấy chặt sập bong lấy cột lấy chặt sập chả lấy cột lấy học sập anh ấy lấy cột lấy học sập nó vào cái này á lấy cột lấy hai sập nó lơ khôn nhom tỏi chả lấy cột lấy hai sập lấy cột lấy sai sập chỉ lấy khôn nhom nè lấy cột lấy sai sập chỉ lấy khôn nhom lấy cột lấy một hai giờ miên tam sập hay tam sập ở hải lấy cột lấy một hai nơi tại môi tề một hai cửa sa đài và tạm mắt lấy cột lấy đập miên tại pi đầu tề sai sập cờ lỗ đo cờ lỗ một rồi cờ lỗ tạ ở đây này trong những tay chỉ muốn sạch dư chung mà đong trang những thử lô chỉ muốn sạch dư chung tịnh phù với những ăn lô tay bỏ khi mượn khơi chỉ ba trong những xúc chất hot lô trẻ nên những nhóm đặc sản của bạn chính đấy chả tạ trong những bàn tay chỉ muốn lấy cột xanh chuột áp tệ cho nó khi bàn tay tiền đấy chả chả ai nó nhưng mà tay chỉ muốn phê sạch trên bàn đỏ nhưng xong lo chỉ muốn lần qua chiêm chủ anh ấy lấy cột son môi nào mà khi đấy lấy cột son môi pho chiêm chủ nhâm lo chuột và phải lấy cột son môi này cứ đọc pi được này nhâm lo anh mở bằng sản nó đắng thán tai nó vẽ trâu luôn mà chả chân nhâm son lo chuột nè liền tịnh nét và phải lấy cột son môi nên là cái do lai cái lọc do hai nhâm miền bằng qua lấy cột chả nên là cái do do hai nét nhân lơ luôn nhâm lấy cột lấy lấy cột lấy hai sập chả nắm than lơ luôn nhâm lấy cột lấy hai sập lấy nhâm ta lấy cột lấy hai sập lơ luôn nhâm lo chỉ muốn phải dứt bình chả đọc bay à nó khi mở ban khởi chân khởi chọn một nè khi nét chào tạm à lấy những xong mình to tay chỉ muốn nâng lấy cột lấy những xong lo chỉ muốn nâng một phép dư chùn tích nào như thế này chạm bong bong nạ à toàn tầm lấy à toàn cả lỗ xua bàn nè bong nạ khỉ à toàn đầm lấy à toàn cả lỗ xua bàn chèn tặng à lấy những xong lo chỉ muốn nâng một phép đi chùn à tên như nạ khỉ tệ chèn
Anh ấy lấy cột lệ nên là khuôn nhầm có phong tạp ở hai này cứ chia lấy cột lệ xong mùi chả anh ấy lấy cột xong mùi nào mà khỉ chả nhầm lo chùm chả anh ấy chia bọc hết sạch dựt lấy cột xong mùi sai sắp cơ lỗ đo cơ lỗ mà rồi cơ lỗ bẻ lại cả nạ anh chân cỡ bán đặt sai cỡ đặt sai tròn chả mới nhầm dọc sai chân ấy anh ấy rồi bỏ ấy sai tròn phỏ nâng nạ bởi vì nạc nghĩa chả rồi bỏ ấy sai tròn phỏ nâng mùi mà anh bằng bọc hết lại cơ lỗ đọc bay được là quay bọc hết nên là khuôn đọc phi được à là nhưng lo cho nó khi nét anh ấy hiện đại chơi mồi được sai là trẻ đại chơi mồi được sai cho nó khi trẻ nhưng chọn được cái chú nét trẻ nhưng chọn một trạng thái dương phải ăn lúa và bán trong sai của sao này sai sắp cơ lỗ đo cơ lỗ mà rồi cơ lỗ được khi nét anh ấy sạch dựt miên buôn qua buôn chúng nó lấy cột lấy sơn mùi trẻ bọc hết lấy cột sơn mùi nhưng bài chúng hiền à sao hiện bài chúng hiền mà này trẻ khơi mập mạp phố anh ấy lấy cột sơn mùi sai sắp cơ lỗ đo cơ lỗ rồi cơ lỗ trẻ anh nên là lúc nhau lấy con xong môi đọc pi được là mà bọn năm nay giờ xong lại từ đó sẵn đầy tí tặng miền qua chiêm chủ nên là khuôn bông này nó khuyên ít nên là khuôn nhau to tại mà đông miền chỉ mùi nóng qua chiêm chủ đặc sai cậu ai chọn sai một phép ba này chẳng xây cho ông chú về miền chỉ mùi nóng qua chiêm chủ trẻ miền qua tình mẹ chả đi qua tình mẹ nó nói tới là khuyên ít trẻ miền qua tờ bài phẩy chả miền qua tờ bài phẩy trẻ miền phở lương hai nồng qua chiêm chủ nên lơ khuôn nhom sai sắp cả lỗ đo cả lỗ mà rồi cả lỗ đập pi được lẽ lấy câu son mùi ông non bông bông na sờ lạnh xong lại từ là sạp đai tì tảng và phải lấy câu son mùi đi chìa và phải sạch dưới đây cái này hai lai ok này ra hết nhé chiêm chủ phong chỉnh chọn hai lai chuẩn phở sò sạch được kia từ sai sắp cả lỗ đo cả lỗ mà rồi cả lỗ nè nên lơ khuôn và phải lấy câu son mùi đập pi được lẽ và phải lai cả lỗ nên lơ mà này căng đập bay được lẽ bao bao nay gió xong lên tôi đã sạp đai tí tặng chả tao này là cái do tiền do hai nhưng đừng mình to tay chỉ một phép xem nhé chả xin hỏi lấy lệ cột do cột hai sắp chấm nguồn pi rô cột học sắp chấm nguồn mà rô ok chả bông do bay ở bay rô bông nhé hai sắp pi rô học sắp mà rô chả ok chả hai sắp pi rô học sắp mà rô nhé chả hai sắp pi rô học sắp mà rô ok bông chả hai sắp pi rô nè hai sắp pi rô bông nhé học sắp mà rô ok chả ở con chở bông tao này là cái do tiền do hai nhé sai sắp cơ lỗ đo cơ lỗ mà rồi cơ lỗ trẻ một lít ta do học sắp nắng bạt sắp ok trẻ một lít ta do học sắp nắng bạt sắp nắp ông sợi trẻ học sắp nắng bạt sắp bởi vì ni bạt sắp nắp bơi bẩn bỏng trẻ ta là cái do tiệt giờ hai sai sắp cơ lỗ đo mà rồi nó xuống phía áp tử tăng lai cơ lỗ tăng bậc hết dương nó lên luôn thật xuống phía tăng ông trẻ ở bậc hết dương bên trần thư đây nhưng chỉ được chưa nhé dương class phía cho luôn học à ắt bớt nhớ bậc hết sắc cần đặt để ắt bớt nhớ dương phía cho chấp á trẻ còn ta một phép bạn ni có đôi chỉ like cả lộc việc bớt như trong phép được việc bớt như nhưng hai việc là bài tôi tam cho là hay tôi trẻ sùi trẻ sạch sạch ở sạch dứt bong sạch dứt mà mến sạch cả nào đây cha chia một phép sạch dứt bong like cả lộc nơi lơ mà này căng sạch dứt nơi lơ không nhưng phải sạch dứt con sấy nó sập bột cổ ở sấy bá pi được là ông nâng ná co sấy bá pi được là nó nắp con sấy ở môn để tá sấy bá pi được là phải phải khai cơ ông ăn free sấy bá nó nọ phải cha xem quản lý tinh tăng nên là sập bộ cô cha con sấy mua lít té nơi ở bảy tập tên cha con chờn chân đa lam trẻ do lệ co lệ hai sấp nên lơ mà này nâng lơ mà này càng cứ cờ lỗ học ở nơi ở ông nơi ở nơi nơi cờ lỗ nơi cờ lỗ và mùi quay chất gì tự ăn ông cho lệ co lệ đắp nâng lệ co lệ hai sấp nên lơ khuôn bò ok trẻ cha những cái trên lệ co lệ đắp ông sấy do nè hai nâng lệ co lệ hai sấp hai sắp bong tầm đo chanh bị khuôn mà nhấp ôn sấy thử ấy trẻ đi hai sắp ôn gió nó lên khuôn bong bong tầm đo chanh nhỉ cho con chờ nắp ôn sấy chân đè chắc nhâm xong một chén nắp xong đạp lấy câu lấy hai sắp nhâm xong mơ chùm nốn dân lấy câu lấy hai sắp nhâm nơi tập pi ôn mơ mà đong tiền ấy này là cái do giò hai sai sắp cờ lỗ đo mà rồi cờ lỗ nhưng mà hai mà đong tiền ấy chỉ muốn một phép like cờ lỗ trẻ chuẩn bị chôn ôn nó bong na tầm cho khỏi kê ắt đăng tờ lại ắt đăng cờ lỗ ắt đăng sai cả nạt xua ba cướp sầm nùa công sẽ sơ xua nhom nhom chai không sử dụng tẹt tông mùi vàng nè lệ co lệ đắp nơi sau tập mùi mà khi chỉ bảo hết rộp vàng nó ở bên chai té rộp vàng sai sắp cờ lỗ đau mà rồi cờ lỗ vẽ lại cả nào lùng lùng cả bát đặt sai cả bát tốt cả bàn chỉ bảo hết rộp vàng sạch ở lại cờ lỗ sạch dứt mình mến sử dụng mình mến tôn tân lì nè nãy cái chạm bát toán đặt nhom tinh nè chả của nhóm chơi nhom dễ mùi mùi của mọi thanh nhom dễ ngọt của ngày thanh nhom hiện ngọt khi yêu có đặt bát toán chả anh ấy lệ co lệ bảo phải chậm nghiệp chôn tha lệ co lệ bảo phải nhom miên tả mùi tề chả nên cứ chia lệ co lệ bảo phải nhé sai sắp cờ lồ đo cờ lồ một rồi cờ lồ lệ co lệ bảo phải
Mà tỏa mà lấy con lấy sai sập. Chán này cứ chia lấy con lấy sai sập nế. Sai sập cơ lô, đo cơ lô mà rồi cơ lô ôn lấy con lấy sai sập. Sai sập nơi chậm nguồn bay rô và lớn nhưng mà chạy chậm nguồn chu này chậm mạng màu ẳng. Chạy sai sập nơi tập bay rô với nè mà khuyên nế. Ờ đọc nơi mua và phay nơi mua sai sập nơi bay chạy nhưng mà chạy chu này chậm mạng màu. Lấy con lấy hai sập, ảnh đi lơ lơ khôn nhau muôn nắng hay nhung tâm tạo đó chả nhỉ. Lấy con lấy hai sập nít nơi chậm nguồn pi rô. Ở hãy nè mà khuyên nế. Lấy con lấy hai sập pi rô. Chạy lấy con lấy học sập. Lấy con lấy học sập cứ bò sập cả làng. Chạy bò sập cả làng liên khám anh liên tập khối bò ní. Sát khăn đương nhâm chỉ biết chuông trái trái chắc. Để đặt quạt sổ sổ, bẹ hở ta sổ, để đặt quạt sổ sổ em được nhóc. Bẹ khơi sổ bạch sổ, nế. Trẻ, xa sắp cơ lô, đo cơ lô mà rồi cơ lô, nế. Trẻ, mùi mà bong đọc bay đồ lá bông xoay. Ở Natalia bong dơ lịch cô lịch đọc nè bong nế. Trẻ bong Natalia dơ lịch cô lịch đọc ở khiêm bong xoay. Trong nhóm sổ bà lịch cô lịch đọc thường bong này. Trẻ, nế lấy cơ lấy học sập. Trẻ lấy cơ lấy học sập. Lấy cơ lấy chất sập. Chạm nhóm lo chất sập 2 nóng 8 sập chun này là khi mơ chạm mơ nhóm lo chạm mơ lấy cô 8 sập chun mùi. Anh ấy lấy con lấy chất sập. Chà bên là khi nhé bật tỏa máu lấy con lấy 8 sập. Chà nên cơ chia lấy con lấy 8 sập. Xa sập cơ lô, đo cơ lô, rồi cơ lô anh ấy 8 sập nế. Đọc bay đờ lá rồi bôi bong bong lá sẽ lành. Xong lấy cơ lấy sập đây tí tặng. Anh ấy lấy con lấy 8 sập. Miên nắp chờ này. Lấy con lấy 8 sập. Chẳng miên bất năng lấy con. Đáp ở đọc ở hai trà bông này tại địa dôi. Mình lấy cô lên một phấy. Sái há học chật bạch. À lỡ nhóm xong lo chẳng buồn lấy cô lấy bạch sắp chun môi bàn này nè khía. Chà nhóm lo đầm bây giờ này khía mơ thay lấy cô bạch chân sẽ cho khuyên mà chết nít. Chà chà bông ấy bán nhóm tranh sai tặng ơ bông xoay bạch bà rõ mẹ bông phần lì. Ở đằng bông rưu cả ô nữa nè chết này. Ây bán nhóm tranh sai tặng ơ. Nèm phênh đã khai cư nhóm tranh sai chun tặng ơ chà. Chà ta chắc nhung xong lo lấy con lấy bạch sập chun môi ban nè trẻ lấy con lấy bạch sập ở lớn nhung lo bạch sập ăn môi nè mà bên này dò dò hay bên tay nhung xong bật lấy con lấy đọc với nè trẻ nãy cái dò chụp với phải lơ khôn nhung lấy con sơn môi nè sai sập cờ lỗ đo mà rồi cờ lỗ trẻ bao bên này dò chụp với bạn nè dò hay ở lớn nhung xong lo chụp với một phép tây bỏ khăm ai chun sau đó này để quạt toàn ban khơi nhung lo chụp với một phép tây bỏ khăm ai nè trẻ trong dò bạn nè dò hay nè mà kia sai sập cờ lỗ đo cờ lỗ một loại cờ lỗ phép lai cờ lỗ một phép ở lại ở sạch như đôi bên lơ khôn nhóm một phép phong chính trọng nó cứ đọc phi được là không không đồng lại cái niên á cả phần tay cờ lỗ đôi cái niên chà phần tay cờ lỗ đôi cái niên con này giờ con này giờ hai tạ à lấy nhóm xong lo chỉ môi nâng ở một phép lai cờ lỗ chun mà một lấy con lấy bạn sập chà lấy con lấy bạn sập chun mùi bạn sập nó cứ lấy con khởi kén ấy chà miền ớt thầm lấy con lấy bạn sập chân bông này thở ca lấy con này giờ hai sai sắp cờ lỗ đo cờ lỗ mà rồi cờ lỗ trẻ sai sắp cờ lỗ đo cờ lỗ rồi cờ lỗ chào bữa nay giờ giờ hai nét sai sắp cờ lỗ đo cờ lỗ rồi cờ lỗ anh ấy cứ chia lệch cờ lệch bạch sập trẻ nhưng khi thứ nhất lệch cờ lệch bạch sập bẹ lại cái nào lùng lùng bởi vì nhom đặt sai cờ bạch và hàng chùm bạch sập có giá thế này nhảy tắt lệch cờ na cờ ban đây mà khi nào sai rồi khi nào dùng bẹ cho một bạn nè à lời nhom đặt sai cờ bạch và hàng chùm là khi nào tịch số bẹ sai cái nào số bẹ một trẻ address bạch chưa hay chụp phim quạt cài như đám mà sao ăn mòn trẻ anh ấy lấy con lấy bạch sập năm rồi khi nãy này cứ chia lấy con lấy bạch sập sai sập cờ lỗ đo cờ lỗ một rồi cờ lỗ trẻ này cứ chia lấy con lấy bạch sập bao bao nhiêu sản lành xong lấy tờ được sập đai tì tảng cha nên là con nhóc cứ chia lấy con lấy bạch sập trẻ sao hiền chẳng đặt sai cả bạn tề mình sao hiền chẳng đặt sai cả bạn tề tờ chẳng nên là con nhóc lấy con lấy bạch sập nó sai sập cờ lỗ đo cờ lỗ một rồi cờ lỗ nên cứ chia lấy cô lấy bạch sập lấy cô lấy bạch sập chất sập nơi tập bay rô với nên nọt từng ngọc nghĩa lấy cô lấy chất sập chè lấy cô lấy học sập có sao đã chưa lôi mưa tiền chưa sập chất lôi mưa tiền chè tạ nên là con nhom lấy cô lấy bạch sập và tạo ma lấy cô lấy chất sập lấy cô lấy học sập lực bài hàng hai po sập là mình anh ấy lấy cô lấy hai sập ông nói hai sập nơi tập bay giấy tờ đơn nhom chuẩn bị chung chăng á lấy cô này có sao đại sống khăn chật dương tô tơ po nè nè khắc tô tơ po hiểm lương còn vô lại đặt ở bên lương chờ nè khắc tô mà po hiểm hiểm khiêu còn vô lại đặt bên khiêu chờ chẳng hạn đấy anh ấy lấy con lên hà sập miền tập pi đâu với nhà bầu là thế lấy con lấy hà sập lấy con lấy sai sập cha này cứ chia lấy con lấy sai sập đấy sai sập cả lỗ đo cả lỗ mùi rồi cả lỗ sai sập có ra này nhưng đại kiện trùn tịnh trùn là khi mờn tịnh anh ấy cái hai lại po sát là hai món bẹ cho luôn là em sai sắp cờ lỗ đo cờ lỗ mà rồi cờ lỗ trẻ miên chỉ muốn được qua khăm ai lê và phải tiền sờ lành mồm ở lê sạch ở chia sai lê bỏ sai chứ trẻ mà thầy ăn nói về mà thầy nhưng ở hai nơi sao tạm mối nhá
chả lấy con lấy phơi nhưng ai nữa sao tạm mua gì trong bao nay do hai nên lấy con lấy phơi nhưng đã nên lấy luôn chuẩn thì chả lấy cứ chia lấy con lấy phơi sai sắp cái lỗ đo cái lỗ mà rồi cái lỗ nhưng sau bắt chỉ muốn lấy con lấy đo phơi chả hộp lấy con lấy đo bằng na tử lý do ba tài chả trong mình một phơi sai hai học chật phải một phơi sai hai học chật phải chả phải nên lấy luôn nhưng toàn đọc bay được là bao nay do xong lấy tôi đã sắp đây thì tàn chả ăn nữa bà xanh chị ăn nhưng mà ta tới chỉ muốn một phép xem chung nhà nó không như thế nhưng ta chỉ muốn tôn tử lệ này miền dưới lại cả lớp miền dưới liệt ở lại phương thì cho hai nàng miền tôn tử lệ hai nàng miền sử dụng ở lớp ông trang mơ chỉ muốn bạc này trang mơ tôn tử lệ trang mơ sử dụng rồi cả trang mơ chỉ muốn lại cả lớp trầm tịch nhưng mà hai người đi chôn ấy nên là không nhớ là đặt tay của bạc ba nào khi đấy cha hai mẹ có bài xong khen trang vẽ lại cả nạ thở có bài có bán trang vẽ lại cả nạ lùng lùng của ba nên là không nhớ đấy sai sắp cả lô đo cả lô một rồi cả lô nên là cái giao tiếp cho hai và sang cho admin té xong tài liệu cả một ok mua bật mốt nhưng mà to tới chỉ muốn một hết xem chưa là tiền khi nét nhưng mà to tới chỉ muốn ngoài cả lô một hết riêng trẻ nhưng mà to tới chỉ muốn ngoài cả lô hết riêng chưa là tiền hoặc một hết riêng còn miên trở lại một khi nét cha tặng ông nói mình là cái giao tiếp đây về khi nét ông bao nhiêu giờ hay nét liền nên lời luôn nhom khởi nhỉ ui số vẽ này sai sắp cả lô đo cả lô một rồi cả lô lấy coi 80 nên lấy không lại lộ nhé. Cha cho cả lộ, ở lấy coi 80 cả lộ. Phần na cha bông nhưng sông ti tăng bông mùi. Cha có điều lấy coi lấy 80 nó bông nhé. Cha lấy coi lấy 80 nhưng sông ti tăng bông thấy phần na na mùi. Cha lấy coi lấy 80 nhưng lấy tên cái nhé. Bông bông nên là do 2 sai sắp cả lộ, đo cả lộ, rồi cả lộ. 80 có sai, 70 có sai này. Ta ơn nơi. Cha bật lấy coi lấy đo, bật lấy coi lấy 30 ở hải nữa sao lấy coi lấy một phấy. Cha mời toàn bà đông tới nó một phấy nơi tầm mùi thiền. Cha ta chém chống vô ban kia thì lấy con đường phơi nếp 80 nó lớn hôn nhóc và 2 triệu bay rộp trong khỏi miền trò này sai sắp cả lộ, đọc cả lộ, rồi cả lộ nên lớn hôn nhóc nếp chả, rộp mưa đọc bay được là ôn chiếc và phết like cả lộ mình sử dụng